Những cảm nhận khi đọc bài thơ Đẩy má đi chơi trích trong album Những dòng thơ vụn của Thúy Nguyễn. Đẩy má chiều lang thang, trời nghiêng nghiêng lặng gió, mùa xuân còn đâu đó, trên mấy nhành nhũ gầy. Đẩy má suốt dọc dài, vệ đường chùm hoa nhỏ, nép mình trên núi cỏ, nhường vòng xe lăn qua. Đẩy má vòng xa xa, áo choàng gầy vai nhỏ, mũ len chùm trốn gió, tóc lòa xòa bạc phơ. Đẩy má mà ngẩn ngơ, van chiều lên thắp nắng, xe gập ghềnh đường vắng, lũ chim chiều lao sao. Đẩy má xin dài lâu, thoáng trong mây cánh hạc, má con mình tóc bạc, cùng tìm về tuổi thơ. Tôi mở máy và bắt gặp bài thơ Đẩy má đi chơi trong album Những dòng thơ vụn của Thúy Nguyễn. Mới đọc tựa đề và xem ảnh đã làm cho tôi xúc động. Xúc động vì gợi cho tôi nhớ lại những ngày tháng ba má tôi còn ở trên đời. Tôi cũng đẩy xe đưa ông đi quanh nhà, ra trại mộc hóng mát hay vào thăm nhà tôi và có khi thăm hàng xóm. Má tôi vì gãy chân nên dùng xe lăn tự chế. Tôi chỉ vịn xe cho khỏi trượt ngã rồi đưa bà vào tắm. Bài thơ đã giúp tôi hồi tưởng và mơ ước. Nhớ về công ơn cha mẹ, nhớ về những ngày tháng êm đềm bên nhau. Mơ ước được một lần đẩy xe đưa ba đi quanh xóm làng, được vịn xe lăn đưa má đi tắm. Tất cả đã trôi qua giờ chỉ là hoài niệm. Nên đôi khi, không biết vì sao đêm nay tôi buồn. Nhìn bức ảnh đã xúc động, còn bài thơ Đẩy má đi chơi của Thúy Nguyễn thì lay động lòng người. Đẩy má chiều lang thang, chiều nghiêng nghiêng lặng gió, mùa xuân còn đâu đó, trên mấy nhành nhũ gầy. Cách nhập đề trực khởi trong cái hồn tả cảnh chân thực, bình dị mà lôi cuốn. Nào là chiều nghiêng nghiêng trong khung cảnh mùa xuân còn đâu đó. Mùa xuân ở đâu nhỉ? Ở trên mấy nhành nhũ gầy. Điều đó cho ta thấy sự quan sát, cảm nhận của cô thật tinh tế. Mùa xuân thì trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc lòng người phơi phới đón nhận năm mới đầy ước vọng và thành công. Nhưng ở đây thì mùa xuân trên nhành nhũ gầy là sự liên tưởng độc đáo. Nhũ có đẹp thì trong suy nghĩ con người là mỏng manh, yếu ớt không như cây tùng cây bách. Mùa xuân là trời đất, là tạo hóa mênh mông, còn liễu liễu là thân phận người phụ nữ trong nhân gian với bao lớp sóng xô thác gành. Sự so sánh và liên tưởng thật tài tình và sâu sắc. Đi chơi không vội vã mà lang thang. Lang thang để ngắm mây trời sắc hoa màu, nhớ nên là buổi chiều. Chiều lặng gió vừa hợp với cảnh vật và lòng người. Tinh tế là chỗ ấy, hồn người và thiên nhiên hòa nhập vào nhau, đồng điệu. Cái tình từ đó mà ra và ý thơ bắt nguồn từ cảm xúc. Cách tả cảnh của Thúy Nguyễn vừa chân thực và nhiều màu sắc. Nhưng chưa hết, đẩy má suốt dọc dài, vệ đường chùm hoa nhỏ, nép mình trên núi cỏ, nhường vòng xe lăn qua. Chùm hoa nhỏ chứ không phải đường hoa. Đường hoa là số nhiều sẽ khoe sắc, rực rỡ trong nắng chiều, còn chùm hoa nhỏ là số ít, cũng chính là điểm nhấn của chiều lang thang lên trong bước chân của cô thong dong, tự tại cho dù mũ len chùm trốn gió. Vì sao? Vì lòng cô vui dù má con mình tóc bạc. Đó là diễm phúc của Thúy Nguyễn, má vẫn còn cho dù ốm đau hay bệnh tật. Còn má là còn điểm tựa để nương nhờ, còn sống trong tình yêu bao la của má, và còn có cơ hội chăm lo, phụng dưỡng má mà nhiều người khác phải mơ ước. Hoa cũng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cô mà nép mình cho vòng xe lăn qua. Từ nhường mà cô sử dụng hay biết bao nhiêu. Nó nhân hóa sự vật và để sự vật có tâm hồn biết vì người khác. Lay động lòng người là ở đây. Đẩy má mà ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ là tính từ chỉ trạng thái thẩn thờ, không chú ý đến xung quanh vì tâm trạng đang ở đâu đâu. Thúy Nguyễn có nhìn cảnh vật xung quanh khi đẩy má đi chơi không? Có chứ. Có nhìn mới cảm nhận rất tinh tế mà biết hay đến thế. Vậy sao lại ngẩn ngơ? Vì thoáng trong mây cánh hạc mà lòng rối bời. Tôi cũng từng nghĩ như thế khi ba má tôi còn sống trong đau yếu bệnh tật hành hạ. Rồi một ngày con người không qua khỏi kiếp sinh lão bệnh tử mà thẩn thờ, hoảng hốt, mình sẽ mồ côi. Nên cô biểu lộ lòng mình một cách tự nhiên, chân thực. Đọc câu thơ ấy ta thấy nỗi lo sợ trong lòng cô ẩn hiện. Đó là tấm lòng con cái với mẹ hiền. Thúy Nguyễn lo sợ mà van xin chiều thắp nắng, nắng lên quang cảnh bừng sáng. Mây trời trong xanh, gió chỉ làm mái tóc má lay lay. Nắng lên như bếp lửa hồng xua đuổi, sưởi ấm tiết trời. Cảnh vật hân hoan, người mừng vui để má không còn mũ len chùm trốn gió. Từ van là cầu xin chỉ nội tâm của cô. Cô chỉ xin bấy nhiêu đấy thôi để má dài lâu. Từ dài lâu là từ chỉ thời gian nhưng mang tính ẩn dụ. Điều đó cho ta thấy cô yêu thương má mình biết bao nhiêu.
chứng tỏ cô là người con hiếu thảo và cũng thấy được Thúy Nguyễn, biết cái mình cần và đủ. Nó đơn giản mà hiện thực không cao sang, xa vời trong cuộc sống tâm linh của một con người. Con đường có dài cách mấy đi nữa nếu quyết tâm thì sẽ đi đến nơi, nhưng con đường trở về quá khứ không có chuyến tàu rời sân ga. Ở bài thơ này ta thấy, má con mình tóc bạc cùng tìm về tuổi thơ có được không? Ngày xưa má để con trong xe đẩy đi chơi để tìm hiểu và cảm nhận cảnh vật xung quanh, đưa con lên tàu đường đời với bao lo lắng và thầm mong con mình an vui, hạnh phúc. Giờ con đẩy má đi chơi trong tuổi xế chiều đó là bổn phận và trách nhiệm phải chu toàn. Những ngày tháng ấy họ bên nhau trong yêu thương và đi về quá khứ, trong hoài niệm đẹp đẽ. Góp nhặt tiếng cười, lời nói mà giữ gìn cho người ở lại, dù chỉ nghĩ lại mà sao hạnh phúc đến thế. Văn thơ của Thúy Nguyễn tinh tế mà sâu sắc lắm. Văn có phong cách như thời tiền chiến vậy. Lối viết của cô là tự thuật. Nó đơn giản mà lôi cuốn người đọc vì người đọc cứ ngỡ mình đang ngồi cùng và nghe cô kể chuyện. Giọng kể nhẹ nhàng mà mượt mà. Chuyện buồn vui cứ man mác đi vào lòng người. Còn thơ cô thì sao? Thúy Nguyễn không nhận mình là nhà thơ. Thơ cô là những dòng thơ vụn nhưng không vụn chút nào. Nó êm đềm như con sông xuôi về biển rộng. Nó tự nhiên không trao chút ngôn từ mà đầy màu sắc, hình ảnh và mang tính nhân văn rất cao. Đọc bài thơ này sẽ có nhiều người luyến tiếc mà nói, nếu như cảm xúc của cô là cảm xúc tận đáy lòng mình rồi thành cảm xúc của ngôn từ. Khi viết xong một bài nào đó, tôi cảm thấy vui vì đã làm được điều mình thích. Tôi bỏ bút ngồi bên thềm nhà vắng mà thấy lạc lõng. Tôi xuống nhà trái nhìn chiếc xe lăn mới dùng 2-3 lần. Nhìn đau đáu mà rộn lên nỗi buồn. Tôi đẩy xe một vòng nhà trái nhưng đó chỉ là đẩy thôi. Tôi chợt ước ao có phép màu được đến bên Thúy Nguyễn, để xin phép cô cho tôi đẩy xe đưa bà đi chơi. Khi ấy, tôi chỉ là bạn tốt, người anh hay cô đẩy xe trong chiều lang thang ấy, để có cơ hội hòa mình vào non nước mây trời, mà cảm nhận được vẻ đẹp trong thơ và hiểu được tấm lòng hiếu thảo của Thúy Nguyễn. Nhân đây, anh xin lỗi em những gì anh biết mà không phù hợp với tâm ý của em. Chúc gia đình em và bà sức khỏe và an vui. Châu Đoàn.